Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em Huy nhé, trên dòng xe VinFast Lướt ở Hà Nội. Đây là showroom của em. Mọi người nhìn đấy, rất nhiều xe Lux, A, Lacetta và có cả xe điện nhé. Ở đây có một chiếc xe Trailblazer. Xe của bên em thì hầu như là đều có đến 99% là đều có full lịch sử bảo dưỡng hãng hết và tất cả đều vẫn ở được nằm trong diện bảo hành của VinFast nhé. Trước khi mua thì em check cái đấy rất là kỹ, tại vì riêng xe của VinFast sẽ được bảo hành cho đến là 10 năm. Đó, thành ra là em đã quay chi tiết từng xe cho mọi người rồi, thì mọi người chỉ có xem lại ở trong các clip. Tuy nhiên ở đây bọn em vừa mới về một số xe và có bán một số xe rồi mọi người ạ. Thì hôm nay em làm cái clip này ở đây là muốn báo giá tổng thể, sơ bộ mọi người. Đó, thì đợt này bọn em đang có những cái chương trình khuyến mãi rất là lớn, mọi người cứ đến showroom là sẽ mua được xe thôi. Xe VinFast mua của em Huy thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Mọi người mà có xe VinFast mà muốn bán ấy, thì cứ liên hệ ngay với cả em nhé. Đó, ở đây có một cái chiếc xe rất là độc, thì tí em sẽ lên một cái clip dài cho mọi người xem nhé. Xe Trailblazer 2018 biển số Hà Nội nhé, và lăn bánh rơi vào là hơn rơi loanh quanh vào khoảng 70.000 km đấy ạ. Giá chỉ hơn 600 triệu thôi. Đó, ở đây em sẽ báo giá công khai cho mọi người. Hiện tại em đang bán chiếc xe này là 660 triệu nhé mọi người nhé. Đấy, xe Trailblazer 2 cầu máy dầu. Đấy, còn đây là những cái xe đang có tại showroom em này. Thì ở đây bọn em mua được rất nhiều các cái chiếc xe siêu lướt nhé. Xe sản xuất năm 2021, 2022, chạy chỉ rơi vào loanh quanh hơn 2 vạn đến 3 vạn thôi. Đó, thì ở đây em sẽ báo giá tổng thể cho mọi người. Mỗi một tuần sẽ làm báo giá ở showroom một lần. Thì tuần vừa rồi thì rất may được mọi người ủng hộ rất là nhiều, em nhập được rất nhiều xe, rơi vào 20-30 xe cơ. Tuy nhiên em cũng đã bán được khá rồi mọi người. Đây là cái list mà mọi người có thể xem cụ thể là em bán được ấy. Hôm ngay ngày hôm qua thôi em bán được đến 5-6 chiếc xe VinFast màu đỏ nha mọi người nhé. Tại thời điểm này màu đỏ rất là hot luôn. Đó, đây là một trong những cái màu best seller của dòng xe VinFast Lux A cũng như là Lux A, bản Plus, bản Bay hay kể cả bản Bay độ lên, nó có cả bản Premium nữa. Đó, cứ xe chạy ít ở dòng VinFast này mọi người rất là thích mọi người nhé. Đây chiếc này thì xe Fadil mà em đã cọc rồi. Đó, đây là có hai chiếc VinFast VF5 nhé. Hiện tại bây giờ VinFast VF5 thì bọn em bán là chỉ hiện tại là 420 triệu nhé, bọn em nhập về đã 420 rồi, bán là bán đều giá cho mọi người thôi, 420 triệu mọi người ạ. Đó, chiếc xe này thì bọn em đã bán rồi, 2019 bản Plus nhé, độ full đồ. Đây mọi người, có chiếc xe này nhé, 2019 bản Plus, độ full đồ nhé. Chiếc xe này em mới bán hôm qua rồi. Đó, đây bọn em vừa mới về chiếc xe Lux A Bay. Con này là biển gốc là ở Hải Dương mọi người nhé, biển số tỉnh nhé. Hiện tại bây giờ em đang bán chiếc xe này đang rơi vào 560 triệu nhé, đi 4,3 nhé. Đó, còn đây là chiếc xe đời cao hơn một chút, biển tỉnh 2021, chạy 2,3 VinFast Lux A nhé. Con này em cũng chưa lên clip dài đâu, rảnh rỗi ngày mai em sẽ quay cho mọi người. Hiện tại bây giờ chiếc xe này em đang bán là 615 triệu nhé. Đó, còn ở đây lại một con VF5 nữa. Đó, màu đen này, nóc bạc, nội thất màu cam nhé. Con này em đã quay lên clip mọi người rồi. Con này em nhập vào 420 rồi, giờ bán cho mọi người cũng bằng giá 420 thôi. Đó. Phía sau em đây thì còn có chiếc xe SA. Đấy, SA bản tiêu chuẩn, độ full đồ rồi, có cốp điện này, biển số tỉnh nhá. Biển đấy biển 73 và em sẽ bao rút hồ sơ cho mọi người. Đó, em bán giờ là 740 triệu mọi người nhá. Đó, lên phay la răng này, bậc lên xuống này, cam 360 này, cốp điện này, làm trần sao này rất là đẹp, mặt ca lăng cũng đã thay mặt ca lăng rồi. Còn đây là con SA phiên bản Premium nhé, bản cao cấp nhất 2019 nhé, biển biển Sài Gòn nhé. Mọi người về Hà Nội thì sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển nhé. Nội thất màu kem, con này cũng rất là đẹp nhé, chạy 6 vạn zin, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Em bán bây giờ cũng chỉ loanh quanh 750 triệu thôi. Đấy, em sẽ bán cho mọi người. Đấy, còn chiếc này thì có một chiếc này em vừa mới về. Đấy, đó em bỏ mấy khăn nữa. Anh em vừa mới lau xe xong. Đấy, có một sản xuất 2021 biển Hà Nội nhá. Xe này chạy 3,8 vạn nhá mọi người nhá, full lịch sử bảo dưỡng hãng.
thì là bọn em đang bán bây giờ là 625 triệu nhé. Con này là biển Hà Nội thành ra là sẽ cao hơn con biển tỉnh này một chút mọi người ạ. Đó, bọn em mua nhập vào cũng giá biển Hà Nội với biển Sài Gòn cũng cao hơn mà. Con này là con Fadil nhá, Fadil 2021 biển Hà Nội, cũng đã độ rất nhiều đồ rồi, có đèn bi màn hình rồi, đầy đủ màu xanh. Hiện tại em đang bán là 340 triệu nhá. Đó, thì tất cả xe ở bên chỗ showroom em đây. Chuyên dòng xe VinFast lướt đấy. Đó. Con này là con SAB màu đỏ 2022, em có hai con màu cũng màu đỏ như này, một con bản Plus 2019 và một con 2021 thì đã bán và giao ngay ngày hôm qua rồi. Con này 2022 đi hơn 2 vạn. Đó, con này thì có độ em đã lên clip chi tiết cho mọi người xem rồi. Có độ la răng này, mặt ca lăng này. Đó, giống như bản Pre sẽ 2 vạn 3 biển tỉnh. Hiện tại giờ chiếc xe này mà em đang bán bây giờ rơi vào là 800 triệu mọi người nhá. Đó, giá rất là tốt luôn, mọi người được trên hẳn một đời. Đó. Đây, cái dòng xe VinFast ở bên bọn em thì mọi người yên tâm, bảo hành riêng cho mọi người 6 tháng, full lịch sử, bảo dưỡng hãng các cái rất là đầy đủ. Mọi người muốn xem mua bán xe VinFast mà tin tưởng thì hãy đến ngay bên chỗ em Huy nhá. Một tuần em sẽ cập nhật báo giá chi tiết các dòng xe cho mọi người. Em còn nhiều xe ở trong kho nữa cơ. Đó, đây là sơ bộ những dòng xe đang hot nhất ở bên chỗ showroom em và đang có chính sách sale rất là tốt đấy. Mọi người cứ gọi điện là mua được nhá. Chào tạm biệt tất cả mọi người.